Chú Hiếu. Chú Hiếu ở gốc gửi cho 3,5 triệu. Cũng mâm cơm 500. Đúng, còn 3 triệu cho mấy anh em. Còn 3 triệu thì chia cho mấy anh em ở mộ cấp mộ cậu á. Nó có sao điện Duy Minh nãy giờ không máy. Duy Minh nó ngủ rồi. Đổ nó canh này. Nè là thảo. Đổ. Được chưa? Bỏ tính chia là cũng 2 ngày cho dùm quá ngon luôn cô. Hello, xin chào mọi người nha. Tiếp tục trở lại với video kênh này Cát Tiên. Sáng nay cũng có đi làm đi ngang mộ cậu Năm mọi người ơi. Trước khi đi làm thì ghé thắp hương cậu cũng như lau mộ cậu. Ở bên kia thì anh Ngọc. Như đây cũng xịt tin thì phải, ở ngoài kia Bùi Hải đang di chuyển dạo mọi người. Xịt tin. Thắp hương cậu rồi xong rồi. Thắp hương 4 mấy ngôi mộ sau lưng nữa. Thắp hương cho cậu nha mọi người. Là bấm nhỏ nhỏ Ngọc. Ai không tin tâm linh chứ. Con tin tâm linh cậu Năm. Nơi đây không có tâm linh nữa thì ở đâu có. Đi thắp vào. Thắp hương mấy ngôi mộ ở đây rồi. Bốn ngôi mộ ở phía sau. Đây thì rất là linh thiêng, các ông các bà ở đây linh thiêng lắm, không nên đùa giỡn được, phù hộ cho chung ra thì hộ cho mấy anh em. Đây lúc mà em mới lại quay mọi người thì có những cái lời cầu nguyện, cho nên em biết ở đây rất là linh thiêng ha. Bây giờ sẽ là một cái mọi người là một cái xong rồi sẽ quay một vòng nữa cho bà chú anh chị các bạn xem ha. Sau đó em sẽ đi làm.
nhà mình gần ở đây thì mình chạy tới chạy lui. Nghe mộ cậu thì ghé thắp hương cũng như lau mộ cậu phù hộ. Ở xa có công việc thì thôi, nhà mình kế bên rồi có 1-2 cây số rồi gì 4-5 cây số rồi, 1-2 cây thì nó quá không. Đây chứ cậu không biết hết chứ. Sáng nay thì vắng lặng mọi người ơi, mới vừa lau mộ xong, bây giờ em sẽ đi một vòng mộ cụ Năm xem có phát hiện cái gì không. Lúc nào cũng có bướm hết trơn. Cái đèn này rất là mới, đèn này sáng lắm đó mọi người. Nghe anh Ngọc nói đâu là mấy triệu á. Này như có remote luôn rồi phải. Sáng thì anh em cũng thắp hương mấy cái mộ xung quanh mộ của Năm nghệ sĩ hùng như là thị Thanh Kim Huệ, Sa Thanh Tú, là những mộ hàng xóm của cậu, là những giải thưởng của cậu ha. Sáng nay là không có một vị khán giả nào viếng luôn. Chút xíu nữa em sẽ cập nhật tiếp video cho người xem ha. Mà một phần cơm này 500 ngàn đúng không chị? À, để cúng dùm cho cúng hộ cho chú Mỹ ở Úc nha cô chú anh chị. Chú Mỹ gửi 3,5 triệu cúng cho cậu 500 tiền cơm. Còn 3 triệu là chia cho mấy gửi cho mấy anh em máu mộ chăm sóc mộ phần năm á cô chú anh chị. À, hôm Bùi Hải cũng tính là chia ra 2 phần nhưng mà cúng 2 lần, nhưng mà thôi bây giờ thôi thấy anh em đông nên Bùi Hải cúng 1 lần 500 ngàn luôn nha cô chú anh chị. Nắm cho mình ha, để trả tiền cho chị. Cái này Duy Minh Điện không chị? Dạ đúng rồi, Duy Minh Điện đây là chị Bùi Hải sáng nay cúng cục chay. Sáng nay cúng nha cô chú ơi. Rồi sách phụ vô. Rồi sách phụ. Để chút xíu mấy anh em vô sẵn đủ mặt rồi gửi tiền luôn. Ờ. Rồi hiện tại là quay phút đi. Ngưng video đây đi. Ngưng video. Gọi mấy anh em vô đủ mặt rồi vô mình gửi tiền cho mấy anh em luôn. Ngưng video đây đi cô chú. Em mới vừa sách đồ cúng vào trong nè mọi người. Để ai đứng đây vậy? Ồ. Ai đứng đó vậy trời? Ok, đang soạn cơm chay cúng. Đang chọn đồ cơm cúng rồi.
này dùng cho chú Mỹ. Chú Mỹ hả? Hiếu chứ. Chú Hiếu hả? À. Chú Hiếu ở Mỹ hả? Chú Hiếu ở Úc. À, Úc hả? Chú Hiếu. Chú Hiếu ở Úc gửi cho 3,5 triệu. Cũng mà mâm cơm 500 còn 3 triệu cho mấy anh em. Còn 3 triệu thì chia cho mấy anh em ở mộ cấp mộ cậu á. Nó có Duy Binh. Mà sao điện Duy Binh nãy giờ không có máy. Duy Binh nó ngủ rồi. Mộ cậu canh này. Nè là thảo đổ. Bỏ tính chia là cũng 2 ngày cho dùm quá ngon luôn cô chú ơi. Chú Hiếu mà thấy hôm bữa nay cũng có mấy anh em ở đây đầy đủ nên cũng 1,500 luôn. Cái là thấy cái bún xào đó là thấy là cậu thích ăn á. Thiếu một đôi đũa. Nhà mình còn đũa không vậy anh Ngọc? Không. Nắng mình còn ơi mà trời đang lấy đũa. Nắng mình rất hay ăn. Thiếu đũa. Ở đằng con chị Hoa có đá chưa? Chưa. Thôi vậy là chiếc là anh lấy cái chén đó. Anh đổ nước tương vào đường này. Đổ một bịch thôi. Giỡn này hả mày? Đây rồi, mình bọc nữa nha. Để nha. Qua lên đây. Đó, cũng cơm mà chay tại mộ cậu Năm nha mọi người. Sáng nay cũng chay một bàn luôn. Rồi, chắc có lẽ em cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người video sau nha.